Mẹ thôi. Ôi, tôi đây. Đi ra đây tôi bảo. Cái gì vậy ông? Nghe này, có nhà nó hỏi cưới con mẹ nhà mình nhé. Nhà giàu đấy. Cái gì? Ông định đặt con mẹ nhà mình á? Ừ. Nhưng mà nó còn bé, nó không biết cái gì đâu. Bé gì mà bé? Chứ ngày xưa bà lấy tôi bao nhiêu tuổi? Cái ông này buồn cười thật. 14 chứ còn bao nhiêu? Thế bây giờ nó bao nhiêu tuổi? Ừ thì nó sắp 15. Nhưng mà nó không biết cái gì đâu ông ạ. Đấy, đấy là nó lớn hơn bà ngày xưa 1 tuổi rồi. Mà ngày xưa bà có biết cái gì đâu. Lấy về cho con phải bế đi ngủ con gì. Lấy bà khác biết. Nó không nhờ mẹ nó hộ nữa rồi. Nhưng mà ông ơi, tôi nghĩ rồi, trường khác, bây giờ nó khác chứ. Mà hôm vừa rồi nhá, tôi đi họp phụ nữ ở xã ấy. Các chị nói xã. Có xã mình thực hiện chỉ thị 09 phê nghị quyết 27 về xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Có cả hôn đấy mà. Thôi nhé. Đấy, suốt ngày chỉ thị cái nghị quyết. Đừng có mà dành tôi. Đấy bây giờ nhà không có gì ăn, lấy chỉ thị cái nghị quyết ra xào nấu xem ăn được không? Thôi. Mà tôi nói cái việc của con cái là phải nghe tôi, nhớ chưa? Thôi, ông bớt đó. Thế tôi hỏi đám nào? Con nhà đồng trai ở ngoài ngã ba đấy. Cái gì? Ông định gả con mình cho một cái con đồng trai á? Này, ông biết không? Can ấy vừa đi tu về. Không sao, tôi đã nhận lời người ta rồi. Nhà người ta có điều kiện, nhà mặt phố, bố làm bảo kê. Sau này con mình không phải đi làm thuê, chả sướng mà. Vô. Nhưng mà tôi thấy không ổn. Ông nhờ, tôi thấy lo cho thằng đứa con mình thì mình lắm cơ. Lo. Lo mình thế này, nuôi một đằng thịt trời. Không gì còn bớt được một miếng ăn nhé. Không lấy chồng đâu, bố mẹ ăn con không lấy chồng đâu. Con còn bé lắm, con còn muốn đi học. Mẹ ăn mẹ nói với bố đi. Con không lấy chồng mà đâu. Mà sang năm nó học lớp 3 thì lấy cái gì mà cho nó đi học. Nhà không nó lấy cái chồng gì mà bán được. Thầy ạ, tôi thấy con mình nó còn nhỏ quá. Ông trẻ thế nào, nói lại với người ta đi. Thầy ơi, thầy có ở nhà không? Có, ai đấy chờ thì nhá. Thôi thôi, việc này tôi đã quyết định thì cứ thế mà làm, không phải bạn đâu. Bây giờ thì ta cũng khác, tôi còn kiếm sống. Úi dồi ôi, may quá, thầy có ở nhà đấy rồi. Hôm nay em có chút việc, muốn sang nhờ thầy xem giúp ạ. Chắc cái việc ốm đau chứ gì. Sao thầy biết ạ? Ta là thầy, việc đấy sao ta không biết. Thế thì chắc thầy biết nhà em ai ốm đau như nào rồi đúng không ạ? Thằng con trai nhà chị nó đau bụng hay nằm co quằn quại gì đúng không? Ôi thầy giỏi thế, đúng là không thầy đố mày làm nên. Làm thầy thì mày không nên đố. Dạ, trong sự em nhờ thầy giúp em đi ạ. Dạ. Rồi em xong sự em nhờ thầy ạ. Thôi, thầy giúp em ạ.
chị nó làm cái điều sai, bị Thiên Lôi phạt rồi. Nguy hiểm đấy. Thầy ơi, thầy có giải được không thầy? Thế bây giờ là nhà mình chuẩn bị là một con chó, một con dê, ba con gà với 6 lạng bạc. Dạ, dạ. Cái bạc ấy, thì quy ra tiền mặt khoảng 6 triệu, cứ đưa luôn hay là chuyển khoản cũng được. Xong là tí nữa ta sang cúng luôn, không chậm được nhá. Dạ, dạ, em đã ghi nhớ kỹ rồi ạ. Thế trước đó em nhờ thầy sang cúng giúp ngay cho em. Thế là chào thầy em đây ạ. Đây. Vâng ạ. Việc lấy chồng, lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Và về hành vi này mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 2 năm đấy anh ạ. Đấy, ở phía trước người ta còn bắt phạt thì kìa. Tôi bảo rồi mà. Thì ai biết việc nó căng thế đâu. Anh chị ạ, cháu thì học rất là giỏi và hiện nay thì có một suất đi học của chủ tịch. Hôm nay em sang bàn với anh chị để cho cháu đi học đấy ạ. Hôm nay cháu tỉnh á cô. Vâng ạ. Việc này thì em chịu cái yên tâm, cháu đi học trên đấy thì nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các cái quy định đối với học sinh ở nội trú ạ, không phải đóng góp gì nên là anh chịu yên tâm ạ. Vâng ạ. Nhưng mà chắc không được đâu, tôi đã nhận lời nhận lễ người ta rồi, bây giờ sao biết nói lại trả lễ cho người ta được. Anh Lạc à, vấn đề này anh không phải lo, em đã trao đổi với gia đình nhà anh trai giúp gia đình anh chị rồi, gia đình anh chị chỉ việc mang sinh lễ sang trả cho gia đình anh trai thôi, và anh chị tạo điều kiện cho cháu đi học trở lại thôi ạ. Hai mẹ con ở đây, đúng rồi. Các ông lại rồi, ông thầy cũng giận rồi. Ông đừng có trốn, ông mang ra đây nói chuyện với tôi, không là không xong với tôi đâu. À, may mắn đây rồi, có các chị đây rồi. Cái ông lại ông thầy cũng giận này, ông bảo con tôi thì thiên lôi phạt phải cúng mấy cỏ, nó lấy 6 triệu nào là dê nào là chó mà có cỏ đâu. Tôi phải đưa con tôi đi mổ cấp cứu, đi tiêm thuốc thường cấp. May mà còn kịp, không là mất mạng rồi. Đúng là thầy giận rồi đấy. Hậu, anh có việc gì nóng thế? Cứ việc gì cũng phải bình tĩnh. Chuyện đâu mà nó, mọi công việc chúng ta đều có cách giải quyết mà. Anh làm, anh nói xem việc đó là như thế nào. Dạ, không phải hỏi nữa, đúng rồi. Anh cứ bình tĩnh, đầu mọi chuyện khác vào đó. Anh làm, anh nói xem. Dạ, báo cáo trên trưởng thôn là có việc đấy ạ. Anh làm này, việc anh đi cúng bói chữa bệnh là mê tín dị đoan, là vi phạm pháp luật đấy, mà anh còn đòi hỏi đủ thứ, đấy là quá trái với pháp luật, trái với đạo đức đấy anh ạ. Thầy giảm lên đấy. Mà chúng ta hiện nay đang thực hiện nghị quyết 27 và chỉ thị 09 về xóa bỏ hủ tục và phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, anh mọi người trong thôn ta đều thực hiện rất tốt, mà anh đi ngược lại như thế là không được đâu anh ạ. Tốt nhất là cho đến tù đi. Thế là không đúng, em hứa em không làm thế nữa đâu. Chị công an đây, có đến mức đi tù thì bắt em được. Được rồi, em chị cứ bình tĩnh, không đến mức đó đâu. Lần đầu tiên anh làm biết lỗi, đã nhận lỗi và biết sửa sai, thì ta không xử lý nữa, đồng chí công an nhỉ? Tôi thì tôi cũng nhất trí, nhưng mà phải xem chỗ anh là anh sẽ sửa sai như thế nào. Dạ, em sẽ sửa. Từ nay em sẽ không nói dối nữa, em sẽ không đi cúng bói bậy bạ nữa. Bác cậu ơi, em thấy em sai rồi, em xin lỗi bác, em sẽ trả các thứ tiền các thứ lại cho bác. Bác có lần sau này cho em lần này nhé. Cái còn có lần sau này không ạ? Anh Hậu này, anh làm anh đã biết sai rồi, là hàng xóm láng giềng thì ta nên giải quyết tình cảm và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Thôi cũng được. Nể tình các chị, thương các cháu, tôi bỏ qua lần này. Nhưng mà phải trả lại tiền cho tôi đấy. Vâng, em sẽ trả. Báo cáo chị trưởng thôn là em chưa nộp cái bản cam kết thực hiện chỉ thị nghị quyết 09 thực hiện xóa bỏ hộ tục lạc hậu theo cái gì đấy nhỉ, 927. Thì bây giờ em ký xong là em gửi chị, sau này em hứa sẽ thực hiện tốt ạ. Thế thì tốt quá. Việc này còn cả thôn ta đã ký cam kết, còn mỗi gia đình nhà anh là chưa ký cam kết về xóa bỏ hủ tục và phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Vậy là được rồi. Vâng, em hứa sẽ thực hiện tốt ạ. Em có thêm ý kiến ạ. Anh còn ý kiến gì anh nói đi. Thì thôn chúng ta cái chỗ của cháu ấy thì mong chị nói giúp với ông trai để một câu, để tí nữa vợ chồng em sẽ mang lễ sang xin lỗi rồi trả lễ cho người ta. Vâng, vấn đề đấy em sẽ trao đổi giúp ạ. Vâng, xong là em cũng thấy thôn mình đang làm đường bê tông, lúc đầu là em không nhất trí đâu, nhưng mà thấy cái chỗ đường cua chỗ bờ suối nó hẹp khó đi quá,
Nhưng thế em cũng bảo là thôi hiến một tí đất vườn để cho làng mình mở rộng đường nắng cua cho bà con đi lại thuận lợi. Thế thì tốt quá anh ạ. Như vậy là 100% các hộ trong thôn ra đã ký cam kết về xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu. Từ nay thôn ra thì mọi người sẽ cùng đây đoàn kết quyết tâm về xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để thôn ra ngày càng phát triển và tiến bộ. Mọi người có nhất trí không ạ? Nhất trí.